triệu món bún chả nóng nha. Nước bún chả. Giới thiệu bún chả ở đầu phố Xã Đàn nhé. Đây gồm chả băm này, chả miếng này. Món bún chả này nước rất là nóng và có ớt này, tỏi này, bún này. Đúng nha. Rau sống này. Rau sống này ăn được. Rất là ngon. Bún chả. Đây là đây là chả băm ngon tuyệt vời. Ăn rau thơm. Đây rau thơm. Nước bún chả này rất là ngon. Nước rất đậm đà. Lúc sáng cái áo ấy đâu, sáng có cái áo giác mà áo lông mà hả ấm Thank you.